Roma chiêu mộ thành công Robin Olsen. Sau khi bán Alisson Becker cho Liverpool với giá 72,5 triệu euro, AS Roma không mất nhiều thời gian để có sự thay thế. Đội bóng Italia mới đây đã công bố bản hợp đồng Robin Olsen từ FC Copenhagen Đan Mạch với giá 8,5 triệu euro, cộng thêm 3,5 triệu euro tùy thuộc vào phong độ sau này. Copenhagen sẽ hưởng 10% giá trị chuyển nhượng trong trường hợp AS Roma bán Olsen trong tương lai. Đây là thương vụ đánh giá rất lãi của AS Roma khi thủ thành 28 tuổi được đánh giá cao và đã có mặt trong thành phần đội tuyển Thụy Điển lọt vào bán kết World Cup năm 2018. Trong ngày ra mắt, Robin Olsen cho biết: "Tôi cực kỳ hạnh phúc và phấn khích. Đây là vinh dự lớn với tôi khi được gia nhập AS Roma. Trưởng thành từ đào tạo trẻ Malmö Thụy Điển, Olsen đã thi đấu với một phong độ đánh giá là chói sáng tại Copenhagen ở 3 mùa giải vừa qua. Cầu thủ này được triệu tập và ra mắt đội tuyển quốc gia từ tháng 1 năm 2015 và từ đó đến nay đã có 23 trận ra sân trong áo của đội tuyển Thụy Điển.